Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu mới đứng lên hỏi người rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Tuy nhiên ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thấy có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu xức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, người khen Chúa. Suy niệm. Chủ đề chính của đoạn phúc âm mà chúng ta vừa nghe là tình yêu thương đối với người lân cận, và chủ đề được nhắc đến cho bởi 2 câu hỏi của vị luật sĩ: Tôi phải làm sao để được sống đời đời, và ai là người anh em tôi? Chúa Giêsu đã để cho chính luật sĩ phải trả lời cho câu hỏi thứ nhất: Tôi phải làm gì để được sống đời đời? Và vì luật sĩ đã trả lời đúng 100% dựa trên chính lời Kinh Thánh mà ông đã biết nằm lòng. Và nếu đã biết rõ như vậy rồi thì đâu còn lý do gì để hỏi Chúa Giêsu nữa. Không cần phải luật sĩ mới trả lời cho câu hỏi này, mọi thành phần dân Chúa đều có thể trả lời được. Vấn đề là nơi câu hỏi thứ hai: Ai là người anh em tôi? Sự hiểu biết thông thái của luật sĩ làm ông ta lúng túng, vì hẳn thật vào thời Chúa Giêsu có nhiều trường phái luật sĩ khác nhau đã cố gắng trả lời cho câu hỏi này, nhưng chưa có câu trả lời nào thỏa đáng cả. Có trường phái cho rằng người lân cận mà luật Mô-xê buộc phải yêu thương là cha mẹ, bạn bè, người đồng hương. Như thế nhà luật sĩ có lý do để hỏi Chúa Giêsu: Ai là anh em tôi? Ông muốn biết những giới hạn của tình thương đối với anh chị em, để rồi từ đó xác định những bổn phận cần phải tuân giữ. Chúa Giêsu trả lời bằng dụ ngôn người Samari nhân hậu để giúp cho luật sĩ biết là không có giới hạn nào cho tình thương đối với anh chị em và bất cứ ai cần trợ giúp, vì người đó là anh em của chúng ta. Kết thúc dụ ngôn, Chúa Giêsu đã đặt lại vấn đề như sau: Ai trong số những kẻ qua đường là người anh em của kẻ bị cướp? Và dĩ nhiên luật sĩ cũng đã trả lời đúng: Thưa, là kẻ có lòng thương xót người ấy. Giải quyết vấn đề trên bình diện tri thức hiểu biết xem ra rất dễ,
chỉ cần một chút hướng dẫn như Chúa Giêsu đã làm trong dụ ngôn thì ta có thể biết được câu trả lời cho vấn đề. Nhưng để vào nước Chúa không phải chỉ có biết mà thôi, cũng không phải chỉ nói lạy Chúa mà thôi, nhưng còn phải thực hành, phải làm nữa, phải thực hiện lời dạy của Chúa và phải làm ngay, không được chần chừ. Hãy đi và làm như vậy. Xem ra Chúa Giêsu không muốn vị luật sĩ ở lại để tranh luận lý thuyết với Chúa mãi mãi, mà hãy dấn thân hành động. Vì thế liền sau câu trả lời thứ hai của vị luật sĩ, Chúa Giêsu khuyến khích ngay, hãy đi và làm như vậy. Khi phải hành động giúp đỡ anh chị em, chúng ta thường hay có thái độ chần chờ, tìm sự chân thành lý do để tránh né, để khỏi phải cho đi, để khỏi phải làm ngay công việc bác ái phải làm. Vì thế, vấn đề là luôn luôn phải sẵn sàng phục vụ. Vấn đề bắt đầu từ tâm hồn của chúng ta trước. Vì phải có tâm hồn yêu thương, cần canh tân chính mình trước. Chúng ta đã thấy Chúa Giêsu đã đổi lại viễn tượng, đã đổi lại câu hỏi của luật sĩ. Câu hỏi không còn là ai là anh em tôi, nhưng là ai là anh em của người bị nạn. Khi tâm hồn chúng ta đã được biến đổi rồi, đã có đầy tình yêu Chúa rồi, thì chúng ta sẽ dễ dàng chu toàn mệnh lệnh yêu thương của Chúa hơn, sẽ yêu thương như Chúa, yêu thương không giới hạn, không tính toán, yêu thương cả đến hy sinh mạng sống mình. Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người đã hiến mạng sống mình cho người mình thương. Vấn đề không phải là biết ai là anh em tôi, nhưng vấn đề là biết biến đổi tâm hồn chúng ta để chúng ta trở thành người lân cận, người anh em của tất cả những anh chị em chung quanh, những người cần đến sự trợ giúp của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con canh tân chính tâm hồn mình trước và giúp chúng con trở thành người lân cận của tất cả mọi người, mọi nơi và mọi lúc. Amen.